bạn, mình là Tuấn. Thì hôm nay là ở Nhật là ngày thứ bảy. Thì hôm nay là mình không đi đâu hết, ở nhà thôi. Thì ở nhà suốt cả ngày rồi. Và chờ cho tóc nó dài ra để mà cho nhìn được một xíu. Bữa bị chú cắt tóc, cắt phạm mất tiêu rồi. Cho nên nhìn nó rất là kỳ. Hôm rồi thì mới chuyển nhà qua bên Tokyo này. Mà ở Chiba, cái chỗ mình ở thì nó là vùng quê rồi. Cho nên là không có quen biết cái chỗ mà mua sắm, cho nên là hôm nay ở nhà nhiều. Thì hôm nay có đi kiếm được cái này, cái lược kushi, tiếng Nhật gọi là kushi, là cái lược. Thì hôm rồi là hầu như là tóc cứ vậy nè, sáng ngày đi cứ dán qua vậy, cái rồi xong rồi vào công ty cả ngày bắt đầu cái nó bù xù lên như vậy nè, nhìn nó rất là ghê. Và không có cái lược để mà chải nữa, thì mới mua được cho nên mừng quá, nên đem khoe với các bạn. Đây là lược của Nhật. Ừ, có tiếng Nhật ghi rất là nhiều đó. Để coi khui ra coi như thế nào. Trời ơi, lâu lắm rồi mới có cảm giác được chải bằng lược, thích thiệt. Mà tóc nó vẫn thấy ghê. Chính vì tóc nó ghê như vậy cho nên là có mua cái này. Đây. Tên tên tên. Cái này các bạn cũng đã biết được cái này là cái gì rồi, dùng để vuốt tóc, hợp kéo vuốt tóc của Nhật nè, nhìn rất là đẹp. Rồi thử luôn. Mình sẽ thử. Ở trong như thế này, giống như kem ấy, mà không phải. Thử coi. Lấy một ít xoa lên tay. Bạn nhìn nè, mình sẽ xoa lên vậy đi, rồi vuốt lên. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mà được vuốt keo như thế này, vẫn còn thiếu thêm miếng nữa trên này. Wow, thích nha. Đúng là đất tóc nó theo nếp mà nhìn đã lắm. Thích, mình thích cái loại này rồi. Chắc bữa sau mua thêm nhiều nhiều nữa để dành. Lâu rồi qua bên này không có chỉnh chu lại cái đầu tóc. Lúc nào cũng nhìn nó bù xù, nó không được đẹp lắm. À, hóa ra là chú cắt tóc là chủ yếu cho mình vuốt lên thế này nè. À, còn hôm bữa là mình để xuống cho nên mình tưởng nó bị phạm, nhưng mà thật ra là chú cắt rất là đẹp. Wow. Như vậy là ổn rồi. Cho cái lược cho nó thêm láng láng xíu. Đấy. Cái lược thì nó có nếp. Bây giờ mới biết cái ý đồ của cái chú cắt tóc hôm bữa. Vậy mà hôm bữa này là chê chú, là kêu chú cắt tóc không có đẹp. Nhìn ok rồi. Đó, thì các bạn mà có muốn mua keo vuốt tóc á, thì các bạn vô cái Conmini của Nhật á, thì nó có cái loại này rất là đẹp. Mà nhớ nè, nó có cái chữ G phía trước nè. Đó, thì cái loại này nó có đi theo một cái bao như thế này. Bạn nhìn nè, nó rất là đẹp. Thì những bạn nam nào mà thích vuốt keo tóc thì nhớ dùng cái loại này, rất là đẹp các bạn. Đó, mình vuốt nó lên, nó nhìn nó rất là nhanh lắm. Vuốt sơ qua cái tóc đã cứng và nó thành nếp như thế này nè, nhìn rất là đẹp. Đó, thì loại này nè, nhớ xài sử dụng cái này rất là hay. Đó. Rồi, tóc tai đã gọn gàng rồi. Bây giờ làm gì ta? Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về tiền của Nhật. Thì ở Nhật có những cái loại tiền như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Thì có hai loại, thứ nhất đó là tiền giấy và tiền đồng. Để mình đang lựa một vài đồng cho các bạn xem. Nhiều tiền lắm, tại vì hầu như là tiền đồng mình cứ đem về mình để nhiều lắm. Giờ lựa ra cũng mệt này. Rồi. Đầy đủ. Thì bên Nhật á, nó có hai loại, đó là tiền đồng và tiền giấy.
Thì tiền giấy ở đây nè, thì đây mới lãnh lương cho nên là rất là nhiều tiền rồi. Thì nó sẽ có tờ 10.000 yên là tờ lớn nhất, rồi cái tờ mà vừa chính là tờ 5.000 yên, rồi tờ nhỏ nhất là tờ 1.000 yên. Thì bên Nhật á, tiền Nhật nó chỉ có 3 tờ như thế này thôi, các bạn nhìn nè, có 3 tờ như thế này thôi nè. Thì tờ đầu tiên, cái tờ mà lớn nhất á, là cái tờ 10.000 yên, các bạn nhìn nè, 10.000 yên đó. 10.000 yên này là tương đương với lại 2 triệu mấy ở Việt Nam mình nè, hai mặt của nó như thế này, 10.000 đó, các bạn nhìn nha, 10.000 yên rất là đẹp. Rồi cái tờ tiếp theo, cái tờ 5.000 yên đây, tờ này 5.000 yên. Rồi bên này thì nó như vậy, 5.000 yên các bạn. Rồi tiếp theo, à quên nữa, cái tờ 5.000 yên này thì tương đương khoảng 1 triệu mấy ở Việt Nam mình, 1 triệu á, hơn 1 triệu một xíu đó, thì tùy theo mệnh giá cho nên mình không nói chính xác được, khoảng 1 triệu đi. Rồi tiếp theo thì tờ 1.000 yên, tờ này tương đương với 200.000 tiền Việt Nam, 200.000, hơn hơn 200.000 một xíu, tại vì tùy mệnh giá nhiều khi yên lên yên xuống đó. Thì hai mặt như thế này. Rồi thì tiền giấy thì nó có 3 tờ nha các bạn, tờ 10.000, 10.000 yên, rồi 5.000 yên và 1.000 yên, 10.000, 5.000 và 1.000 đó, thì là tiền của Nhật. Rồi tiếp theo tiền đồng á, thì nó sẽ có những cái đồng tiền như sau đây, để mình lấy ra cho các bạn xem, không biết nó có đầy đủ đồng này hay không. Đây có đầy đủ rồi. Thì tiền đồng nó có quên rớt ra rồi. À đây rồi, tiền đồng á, thì nó sẽ có cái đồng, những cái đồng như sau đây, các bạn nhìn trên tay của mình nè. Thì cái đồng lớn nhất đó là cái đồng 500 yên. Đồng 500 yên, hai mặt của nó như thế này, 500 yên. Các bạn nhìn nè. Đó, thì cái đồng này tương đương là khoảng 100.000, 100.000 tiền Việt Nam. Tương đương khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Rồi cái đồng lớn tiếp theo là cái đồng 100 yên. Đây là cái đồng mà người ta sử dụng rất là nhiều trong những cái máy bán hàng tự động. Nói chung là sử dụng rất là nhiều. 100 yên này thì tương đương với khoảng 20.000 tiền Việt Nam. Đây, cái 100 yên này thì có thể mua được chai nước uống, thường thường thì như vậy. Rồi những cái, có những cái cửa hàng, cái shop 100 yên á, thì mình mua bằng cái đồng này nè. Một đồng này mới có thể mua được cái lược, có thể mua được rất là nhiều thứ, những cái vật dụng có chỉ có 100 yên thôi, chén, tô, dĩa gì đó có 100 yên thôi. Và cái đồng tiếp theo là cái đồng 10 yên, 10 yên đó, đồng 10 yên. Rồi 10 yên này thì tương đương với lại là khoảng 2.000 đồng tiền Việt Nam. Rồi tiếp theo là đồng 5 yên này tương đương với 1.000 tiền Việt Nam. Thì đây là cái đồng tiền ở Nhật người ta gọi đồng tiền may mắn đó các bạn. Đồng tiền may mắn thì thường có những bạn người ta xỏ và người ta đeo trên cổ như thế này luôn nè, rất là đẹp. Rồi tiếp theo thì đây là đồng 1 yên. Thì cái đồng này không có giá trị bao nhiêu hết, thì để thối thôi chứ không ai xài này, không có bao nhiêu tiền hết trơn á đó. Rồi thì đây là tất cả những cái đồng tiền của Nhật nè, 500 yên, rồi 100 yên, rồi 10 yên, rồi 5 yên, rồi 1 yên đó. Còn tiền giấy thì có như thế này, này các bạn nhìn nè đó, 10.000 yên, rồi 5.000 yên, rồi 1.000 yên. Thì cái tờ 10.000 yên này nè, thường thường mà các bạn nghe những cái bạn mà ở Nhật lãnh lương á, người ta hay kêu là bằng lá, một lá, hai lá, ba lá, thì là cái này đây, một lá là tờ này nè, 10.000 là tương đương 2 triệu, 2 triệu mấy tiền Việt Nam vậy thôi. Rồi thì đó là tất cả những cái đồng tiền của Nhật mình giới thiệu cho các bạn. Thì thường thường cái đồng 1 yên này nè, bên Nhật mà mỗi lần mà mình đi đâu mà người ta thối cho mình á, về mình cứ để, mình không có xài, mình để rất là nhiều trong nhà luôn. Thì hiện giờ có cả hũ to vậy nè, nhiều khi lâu lâu thì lấy ra thối tiền thôi chứ không có xài, này nó rất là ít đó. Thì ở bên Nhật á, thì mình xài tiền ở ở bên Nhật á, thì các bạn nhớ chú ý như thế này, là đừng có suy nghĩ về tiền Việt Nam, đừng có tính ra tiền Việt Nam bao nhiêu hết. Nếu các bạn tính ra tiền Việt Nam á, thì các bạn sẽ rất là kiểu như là rất là ngại khi đi mua đồ, tại vì nó rất là mắc. Ví dụ một chai nước thì 20.000, hoặc là trái dưa, trái cà cũng vậy, một trái cà nhỏ thế này thôi là 100 yên. 100 yên là cái đồng đó mình hướng dẫn cho các bạn nè, đồng này nè, để tương đương với lại 20.000 rồi, cho nên nó cũng rất là mắc. Một trái cà, trái dưa thôi mà là 20.000 rồi. Thì đừng có tính tiền Việt Nam,
ở Nhật thì cái mệnh giá nó cao hơn ở Việt Nam của mình, cho nên các bạn cứ xài tiết kiệm xíu nhưng mà đừng có tính ra tiền Việt Nam là được đó. Thì khi lãnh lương thì ở Nhật thì mình, thường thường thì mình lãnh thế này, đây là cái số tiền mà mình mới vừa lãnh lương đó các bạn nhìn. Thì đại khái thì mình là nhân viên văn phòng thì đại khái là cái lương nó như vậy thì đủ sống rồi đó. Thì ở bên Nhật thì các bạn nhớ tiết kiệm rồi để mình có tiền dư dả mình gửi về Việt Nam, hoặc là mình làm vốn cho mình sau này khi về thì mình có một cái số vốn để mình có thể kinh doanh hoặc mình làm những cái gì đó mà mình thích, mua xe chẳng hạn đó. Thì ở Nhật thì đi siêu thị thì một lần đi thì mình đi khoảng 3.000 yên là 3 sen đó, thì mình có thể ăn được trong 1 tuần. Mua những cái rau cải, rau dền, rau muống rồi thịt này kia. Ở Nhật thì thịt rẻ nhất là thịt thịt heo với thịt gà rất là rẻ, thịt bò thì mắc. Rồi có rất là nhiều, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái clip mà mình đi siêu thị đó. Thì đại khái mình giới thiệu về tiền trước như vậy, có những cái đồng tiền như vậy. Rồi thì lúc nãy thì mình có đi ra Konbini mình mua một ít đồ, thì có mua cái bánh, những cái loại bánh như thế này thì mình tối mình hay ăn thêm, ăn vặt thêm, nó cũng rất là ngon, bánh ăn vặt rất là ngon nè, bánh hình con gấu nữa, mặc dù nghe cái gấu là thấy nổi da gà rồi. Tiếp theo thì đây là cái bánh mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở Konbini nè, cửa hàng tiện lợi của Nhật á. Cái bánh mì này rất là ngon luôn, mình rất là thích luôn và ăn cực kỳ ngon luôn. Các bạn nhớ, bạn nhìn cái nó ghi cái gì đây, pankeki có nghĩa là bánh mì ngọt. Nó nằm ở cái 7-Eleven, cửa hàng Konbini á, 7-Eleven thì là pankeki rất là ngon các bạn, pankeki. Cái bánh này á thì ở trong nó có một cái nhân giống như là mật ong mà các bạn, nó ngọt mà ăn thích lắm. Mà hình như là mỗi sáng đi làm mình thường ăn một cái như thế này, mình không có ăn cơm, mình chỉ ăn bánh mì thôi, ăn rất là ngon đó. Thì trong này một cái bánh như thế này thì nó là nãy mua bao nhiêu tiền ta, một cái bánh là 100 yên, tương đương với 20.000 tiền Việt Nam. Thì nó trong này thì nó có hai cái, nó có hai cái xếp lại nè đó. Rồi cái bánh mà mình cũng rất là thích nữa, cái bánh này Sito Buru, nó to như thế này nè các bạn, rất là khổng lồ luôn nè, nhìn rất là to, ăn nó là thôi ngán luôn á, nhưng mà rất là ngon. Và một cái mà mình hay ăn vặt nữa, mình rất là thích cái này, cái này là Kinsaki. Này thì ở trong này là cái mực, con mực, thịt con mực á, khuôn mực nó xé ra nhưng mà nó ướp ngọt 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 ngon lắm. Thì cái này mình rất là thích, hai cái loại này là hai cái loại mà mình ăn thường xuyên luôn các bạn đó. Thì ăn thử đây, ăn thử cái bánh này, mình sẽ khui ra cho các bạn xem coi trong này nó có cái gì mà mình lại khen nó ngon như vậy. Các bạn nhìn nè, nó cái bánh nó như thế này nè, trong này thì đó nó như thế này, rất là ngon luôn, mình ăn thử đây. Cái lớp mật ong mình nói nè, cái lớp màu đen nè bạn, nhìn ăn rất là ngon luôn nè nè, nó ngọt và thích lắm. Rất là ngon. Thì hầu như là Konbini nào cũng bán trơn á, Lawson rồi 7-Eleven rồi Suncus rồi đủ thứ hết, Konbini nào cũng bán hết, ăn ngon lắm. Ở gần công ty mình làm thì có cái Konbini á, là cứ sáng nào cũng chạy tới đó để mua cái bánh mì rồi vào ăn, rất là ngon. Thích nhất là cái lớp mật ong à, ngon kinh khủng. Ở đây thì tối mình ít nấu ăn lắm. Trưa thì ngày nghỉ thì ở nhà mình nấu, nhưng mà tối thì ăn vặt, ăn lung tung, rồi buổi sáng cũng vậy. Ở trong nó như vậy.
Cái này ngon kinh khủng luôn nè. Các bạn có cơ hội thì qua Nhật nên ăn những cái món này. Nó không có mắc tiền, nó rẻ tiền thôi. Cái đồ ăn thường ngày thôi. Nhưng mà mình giới thiệu cho bạn rất là ngon. Nó không có ngán nữa. Mà thích. Cái bánh này giờ ăn hết nổi rồi, nên nó để tối nay. Giờ tiếp theo mình sang cái món này thì nó cũng là cửa hàng 7-Eleven luôn. Đó, thì đây là cái mực, nó làm giống như là mực khô mực của mình vậy đó, nhưng mà nó ngọt ngọt, nó chế biến lại ngọt ngọt. À, các bạn nhìn nè, ở đây nó có cái chỗ xé nè, mình xé ra, có cái kéo nè, mình xé ra nè. Đó, xé ra như vậy là ăn được. Ở trong nó có thế này. Đây là cái gói bảo quản nha các bạn. Mình lấy ra mình dục chứ không phải là cái gói gia vị đừng có đổ vô ăn nha. Rồi, thì ở trong nó có những cái miếng mực như thế này nè. Này các bạn, nhìn rất là ngon. Nó ngọt ngọt, ngon lắm. Thơm. Như vậy. Ngon quá. Qua Nhật nên ăn, nhưng ăn cái món như thế này rất là ngon. Thì từ nay về sau mình sẽ ăn cái gì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem để mốt qua Nhật mình biết mình mua mình ăn. Trước đây mình là giáo viên dạy tiếng Nhật ở Việt Nam thì mình cũng như các bạn thôi, mình cũng không biết gì về Nhật hết, cho nên là mình muốn ra đây trải nghiệm. Thì trong quá trình ở đây mình tiếp xúc với cái gì thì mình sẽ quay phim mình cho các bạn xem, để cho những bạn nào mà chưa có cơ hội đi Nhật á thì mình sẽ biết hơn về Nhật Bản, hoặc là những bạn nào mà sắp đi thì mình cũng tìm hiểu về Nhật như thế nào để mình biết, rồi mình qua Nhật mình coi như là mình đỡ bỡ ngỡ hơn, mà mình cũng đã thấy trên video của mình đã làm rồi đó. No quá rồi. Ở bên này á, đối với những bạn nào mà là đi thực tập sinh á, chương trình thực tập sinh kỹ năng thì các bạn qua bên này thì hầu như là vừa qua tới sân bay thì người công ty, hiệp hội thì người ta lo cho mình hết rồi. Người ta đón mình về rồi, nhà ở này kia người ta lo cho mình hết. Tiền nhà này kia thì nó cũng trừ trong lương. Thì lãnh lương ra thì mình cũng tiết kiệm được khoảng từ 20 đến 30 triệu một tháng. Nói chung là nhà ở, đi lại này kia thì công ty lo hết cho mình. Rất là thoải mái. Còn đối với những bạn nào mà du học á, thì khi mà mới sang á thì hầu như là mình không có giống như thực tập sinh là mọi thứ mình đều phải tự làm hết. Thì tiền nhà thì thường thường á là ở Nhật thì những cái vùng đó mà ở Tokyo hay Osaka thì ở trung tâm thành phố thì nhà nó mắc, nhưng mà các bạn đi ra những cái xa, những cái tỉnh xa một xíu giống như Chiba này kia, ở Tokyo thì đi xa đó có Chiba, thì tiền nhà thì nó khoảng độ từ 3,5 man đến 4 man. Thì mình ở vừa rồi, nó cũng không, nhà nó không to lắm, nó cũng vừa thôi. Thường là mình ở apartment, chung cư, hoặc là ở cái dạng share house. Thì cái nhà mình đang ở đây là share house, thì chắc có lẽ là ngày mai mình sẽ quay clip giới thiệu cho các bạn xem như thế nào. Thì share house là một cái dạng là cái nhà rất là to, nguyên cái nhà to như thế này. Ở trong đó thì nó có khoảng 4, 5, 6 phòng gì đó, thì sẽ có nhiều người vào ở trong cái nhà đó. Thì sinh hoạt thì mọi người sẽ làm chung trong một căn nhà, nhưng mà khi mà ngủ thì mọi người có phòng riêng. Đó, thì ngày mai mình sẽ rảnh, mình sẽ quay cho các bạn xem cái nhà mình ở như thế nào. Và mọi thứ trong này thì ở nhà xe thì mình không có cần phải mua thêm gì vào hết. Tại vì khi mình vào thì giường, chiếu, rồi tất cả mọi thứ là bên công ty
bên công ty bất động sản á, là họ chuẩn bị cho mình hết. Trong nhà thì có đầy đủ luôn, bàn ghế tủ rồi tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, mỗi phòng đều có hết đó, thì rất là tiện. Thì một tháng cái nhà này mình ở là khoảng 3,8, thì tương đương là khoảng gần 8 triệu ở Việt Nam. Nhưng mà mọi thứ thì mình không có trả gì hết, tiền điện nước là họ đã lo hết cho mình rồi, mình chỉ trả một số tiền đó thôi, là tới tháng là bao nhiêu đó là đủ, chỉ đơn giản vậy thôi đó. Thì mai mình sẽ quay cho các bạn xem, ăn tiếp còn mấy cục nữa nè. Ngon quá. Cái này nó to quá. Ăn không có hết. Rồi thì những bạn nam nào mà thích quên cái tài nãy giờ ăn mà cái trét lên tóc. Bạn nào mà thích vuốt tóc á thì các bạn sử dụng cái gel này. Gel này vuốt rất là đẹp. Nó các bạn nhìn tóc của mình đi, vuốt nó lên rất là đều.